Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 2 tháng 5, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Tuần lễ ẩm thực Huế thu hút 100.000 lượt khách, doanh thu 14 tỷ đồng. Từ hôm nay ngày 2 tháng 5, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Dịp nghỉ lễ cùng chung với các điểm nắng nóng kỷ lục trên địa bàn, để không xảy ra sự cố cháy rừng, các lực lượng bảo vệ rừng phải trực 100% quân số. Tin chi tiết, hơn 100.000 lượt khách, 14 tỷ đồng doanh thu, đó là những con số ấn tượng của tuần lễ ẩm thực Huế vừa bế mạc vào tối qua. Diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 với chủ đề Ẩm thực Huế với bốn phương, tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế đã mang đến cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm mới, thú vị về ẩm thực truyền thống và ẩm thực đương đại Việt Nam như chương trình thơ, áo dài và ẩm thực, trải nghiệm buffet chay, thời trang áo dài, quảng diễn món ăn truyền thống Huế, công diễn bún bò xào truyền thống kiểu Huế. Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế đã thu hút hơn 100.000 lượt khách đến tham quan các không gian, sự kiện văn hóa và thưởng thức các món ẩm thực. Tổng doanh thu dự ước hơn 14 tỷ đồng. Thành công của chương trình đã tạo thêm động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch dịch vụ, góp phần vào việc xây dựng thành công đề án Huế kinh đô ẩm thực Việt Nam và hoàn thiện hồ sơ xây dựng thành phố Huế trở thành một trong những thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm 2025. Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30 tháng 4 đến 1 tháng 5, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, ngành du lịch nước ta ước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách có lưu trú. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%. Trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy từ 95 đến 100% trong thời gian nghỉ lễ. Cục Du lịch Quốc gia cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ của năm 2023. Đáng lưu ý, số lượng khách quốc tế vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Từ hôm nay ngày 2 tháng 5, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tự do đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Thời gian đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bảng hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ, thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến gần, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lưu ý một số điểm quan trọng thí sinh cần nắm vững để tránh xảy ra sai sót khi đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học. Theo đó, thí sinh cần đảm bảo việc đăng ký nguyện vọng trong thời gian quy định. Khi sắp xếp nguyện vọng trong hồ sơ đăng ký, thí sinh nên xếp các nguyện vọng yêu thích nhất, bản thân có năng lực, sở trường và đam mê nhất lên trên. Nếu đã trúng tuyển sớm tại một trường đại học, ngành học yêu thích rồi, thì với việc đặt nguyện vọng này làm nguyện vọng một, thí sinh chắc chắn sẽ trúng tuyển. Xếp hạng Đại học Châu Á của GHE 2024, The ASEAN University Ranking 2024, công bố ngày 1 tháng 5 cho thấy, năm 2024 có 739 cơ sở giáo dục đại học từ 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia xếp hạng. Tại Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng chính thức, trong đó có Đại học Huế. Thử hàng của Đại học Huế ở từng nhóm tiêu chí xếp hạng và ở từng lĩnh vực khoa học theo GHE Asia Ranking 2024 vẫn giữ vững thử hàng và tăng lên. Điều này cho thấy chất lượng của Đại học Huế qua một năm đã được cải thiện theo chiều hướng đi lên. Được biết, từ tháng 10 năm 2022 vừa qua, Đại học Huế lần đầu tiên có tên trong danh sách xếp hạng chính thức của Time Higher Education. Đại học Huế là đơn vị mới và là đại học vùng duy nhất lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng các trường học thế giới uy tín với 5 trường học khác trên cả nước.
Điều kiện quan trọng nhất để một cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong Time Higher Education là trong vòng 5 năm, tính đến năm trước liên kề năm thu số liệu xếp hạng, phải có tổng số bài báo Scopus từ 1.000 trở lên, không có năm nào dưới 150 bài. Trong 5 năm từ 2017 đến 2021, tổng số bài Scopus của Đại học Huế đã đạt gần 1.650 bài và tất cả các năm đều trên 150 bài. Time Higher Education là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Vương quốc Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm Time Higher Education QS bắt đầu từ năm 2004. Time Higher Education sử dụng 13 chỉ số đã được hiệu chuẩn nhằm cung cấp sự so sánh toàn diện và cân bằng. Các chỉ số được chia thành 5 nhóm: giảng dạy, nghiên cứu, trích dẫn khoa học, triển vọng quốc tế, thu nhập nhờ chuyển giao tri thức. Bảng xếp hạng được sinh viên, nhà khoa học, lãnh đạo trường đại học, chủ doanh nghiệp và các chính phủ tin cậy. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, do ảnh hưởng bởi diễn biến nắng nóng ba miền, đặc biệt tại miền Bắc, nên lượng điện tiêu thụ trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tăng cao. Theo đó, tiêu thụ điện ở mức trung bình 946,6 triệu kWh một ngày, cao hơn so với thời điểm đầu tháng 4 khoảng 80,9 triệu kWh một ngày. Hiện toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng trên hệ thống đã được huy động. Các nhà máy điện gió, điện mặt trời cũng được huy động tối đa. Dù phải đối mặt với tình trạng phụ tải hệ thống tăng cao, việc cung ứng điện tuần qua vẫn được đảm bảo tốt. Trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ngoài ghi nhận tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả 3 tiêu chí, lực lượng chức năng còn xử lý hơn 21.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phạt tiền xử lý 78.254 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 171 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn là 21.369 trường hợp, vi phạm về tốc độ 21.088 trường hợp, có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, 900 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong dịp nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm bị thương một người. Công an cũng đã tăng cường xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, đặc biệt là nồng độ cồn. Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình địa phương tuyên truyền với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phát thông điệp về an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và đợt cao điểm du lịch hè 2024. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, trong những ngày lễ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ bị thương 1 người. So với lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, giảm 9 vụ, giảm 1 người chết, giảm 10 người bị thương. Về kết quả tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm 1.233 trường hợp, tạm giữ 481 phương tiện, trong đó 6 ô tô, 475 mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 194 trường hợp, ước tính số tiền xử phạt 2,8 tỷ đồng. Trong các lỗi vi phạm thì uống rượu bia, quá nồng độ cồn quy định chiếm đa số với 434 trường hợp. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết trong dịp lễ vừa qua, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 có hơn 2.000 trường hợp nhập viện khám cấp cứu tai nạn giao thông. Trong số này, tai nạn giao thông có 198 ca, 88 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 4 trường hợp ngộ độc thực phẩm, 1 trường hợp tai nạn do vũ khí vật liệu nổ tự chế. Bệnh viện cũng thực hiện 321 ca phẫu thuật, gồm phẫu thuật cấp cứu do tai nạn và các phẫu thuật khác. Hạt Kiểm lâm A Lưới cho biết, lực lượng kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới vừa giải cứu thành công một người dân không may bị mắc kẹt bởi đám cháy tại khoảnh 10, tiểu khu 292, xã Sơn Thủy. Trước đó, vào lúc 12:30 ngày 30 tháng 4, tại xã Sơn Thủy đã xảy ra vụ cháy. Trong lúc tiếp cận hiện trường để chữa cháy, thì lực lượng bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã phát hiện một người đàn ông đang bị mắc kẹt trên cây dầu rái ngay giữa đám cháy, kêu cứu liên tục. Đó là ông Nguyễn Văn Chuẩn, sinh năm 1982, trú tại xã Sơn Thủy, được nghi là vào rừng sử dụng lửa để lấy mật ong, dẫn đến gây cháy lan trên diện rộng. Ngay lập tức, anh em vừa dập lửa, khống chế đám cháy. Một nhóm vừa nhanh chóng tìm cách di chuyển đến nơi ông Chuẩn đang mắc kẹt để kịp thời giải cứu ra khỏi đám cháy. Sau gần 15 phút, lực lượng bảo vệ rừng đã tiếp cận được hiện trường và đưa ông ra khỏi đám cháy để đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới.
Tuy nhiên, do tình hình bỏng nặng nên hiện nay ông Chuẩn đã được gia đình chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Diện tích vụ cháy ước tính ban đầu khoảng gần 1,5 hectare, không có rừng, chủ yếu là lau lách, dây leo và bụi rậm. Trước thời tiết nắng nóng cực đoan, Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương các cấp kêu gọi cộng đồng người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chia sẻ thông điệp không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong thời gian đặc biệt cao điểm này để cùng chung tay bảo vệ lá phổi xanh của nhân loại. Dịp nghỉ lễ cùng chung với cao điểm nắng nóng kỷ lục trên địa bàn, chính vì vậy các lực lượng bảo vệ rừng phải trực 100% quân số, góp phần quan trọng trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống thực tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trạm bảo vệ rừng Khe Rệ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy. Quản lý hơn 10.000 hecta rừng các loại với địa hình phức tạp, đường đi lại khó khăn, cán bộ và nhân viên trạm bảo vệ rừng Khe Rệ nhận thức rất rõ, chỉ một phút lơ là bất cẩn, hậu quả sẽ rất khó lường. Chính vì vậy, dù là những ngày lễ nhưng 100% quân số phải túc trực 24/24. Những người dân đi rừng mà nhất là những người đi ống á, và những người đi củi hoặc đi ống mà đục rừng trái phép, mình phải tuyên truyền vận động họ là mỗi lần làm xong đục ống thì phải luộc, phải bắt giữ gìn dập cẩn thận. Từ khi ra khỏi khu vực ống thì phải kiểm tra lại những cái đục đó đã tắt chưa để an toàn khu vực mình đi xử lý mùa ống này. Có những người mà đục rừng trái phép thì mình phải tuyên truyền họ là hạn chế mùa này là không được đục rừng. Đục rừng phải có sự cho phép của cán bộ kiểm lâm địa bàn. Với đặc thù địa hình vùng núi nhiều sông suối cùng với tác động tiêu cực của việc trồng rừng kinh tế, khi địa hình bị phá vỡ bởi việc làm đường vận chuyển kéo tràm, sau mỗi vụ thu hoạch thì những đoạn đường này lại bị bỏ hoang. Đến mùa mưa, những đoạn đường này trở thành mương dẫn nước, gây sỏi lở mặt đất, tác động đến độ dốc tự nhiên. Việc ứng cứu khi có tình huống xảy ra là hết sức khó khăn, chỉ có thể di chuyển bằng chân cùng địa hình độ dốc cao. Do vậy, công tác tuyên truyền phối hợp giữa các đơn vị địa phương là hết sức cần thiết với phương châm phòng là chính. Đơn vị cũng đã triển khai nhiều cái phương án và kế hoạch nhằm ngăn chặn các cái trường hợp xấu xảy ra. Về các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng thì đơn vị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đó thì trạm quản lý bảo vệ rừng cũng đã là phối hợp với các cái đơn vị tại địa phương, các ban quản lý thủy lợi năm cũng là làm các cái biên bản về các cái trường hợp mà phối hợp về các cái con người và cũng như các cái phương tiện để tham gia phối hợp cùng đơn vị. Năm nay thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao hơn nhiều so với các năm trước đây. Dưới các tảng rừng trồng hay rừng tự nhiên đều không còn độ ẩm, lớp thực bì dày. Chỉ cần sơ ý thiếu cảnh giác thì nguy cơ bùng phát đám cháy là điều dễ xảy ra. Cũng tại địa bàn này, vào năm 2023, một hộ gia đình ở khu vực Thanh Vân, xã Dương Hòa do bất cẩn đột rạc sinh hoạt đã tạo thành đám cháy lớn. Rất may là sự phối hợp tốt giữa các lực lượng nên đám cháy đã sớm được khống chế. Đó cũng là bài học kinh nghiệm cho những cư dân sống gần rừng và lực lượng bảo vệ rừng. Để khai thác tiềm năng lợi thế vùng đầm phá Tam Giang, những năm qua, huyện Phú Vang đã tiến hành quy hoạch nhiều diện tích mặt nước, đưa vào phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi cá lồng đặc sản trên phá Tam Giang. Ông Trần Vương, một trong những hộ dân nuôi cá lồng trên đầm phá Tam Giang có quy mô lớn nhất của xã Phú Thuận. Theo ông Vương, ban đầu gia đình chỉ thả nuôi vài ba lồng cá, nhưng thấy mặt nước đẹp và môi trường ổn định, nên đến nay ông đã mở rộng quy mô với hơn 20 lồng cá các loại như cá nâu, cá dìa, cá hanh, cá hồng và cá ông bầu. So với những năm trước đây, tình hình nuôi trồng năm nay có nhiều thuận lợi, cá phát triển ổn định. Ước tính sau 10 đến 12 tháng thả nuôi, nếu cá phát triển tốt, sản lượng đạt khoảng 10 tấn cá một năm, trừ mọi chi phí cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng một năm. Ngoài ra, ông Vương còn liên kết với trường Đại học Nông Lâm Huế để thuần dưỡng giống cá nâu hậu bì phục vụ cho việc sinh sản nhân giống. Hiệu quả nuôi cá lồng đây thì 10 năm thì nuôi cũng thấy cũng đạt hiệu quả. Một năm thì thu nhập một năm men xuất đạt trong đó 10 tấn. Còn trung bình là tiền lại một năm là 300 triệu là trung bình. Đến nay, trên địa bàn xã Phú Thuận có khoảng 54 hồ nuôi cá lồng, hồ có số lượng lớn từ 20 đến 30 lồng, hồ nuôi ít khoảng 5 đến 7 lồng.
Để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con ngư dân, Hội Nông dân xã Phú Thuận đã vận động hội viên bà con nông dân vay vốn đầu tư, mở rộng quy mô và số lượng lồng nuôi. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các ngành chức năng tập huấn kỹ thuật nuôi, triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nhất là vấn đề ngọt hóa. Đây chính là biện pháp để giúp bà con ngư dân mạnh dạn phát triển phong trào nuôi cá lồng bền vững trên đầm phá. Trong thời gian tới thì Hội Nông dân sẽ phối kết hợp với các ban ngành liên quan để mở cái lớp hướng dẫn cho các cái kỹ thuật nuôi, hoặc là giúp mình để cho các cái hội viên để học hỏi thêm kinh nghiệm để khi mà ra nuôi để cho đạt hiệu quả hơn. Từ thành công của mô hình nuôi cá lồng của xã Phú Thuận đã lan tỏa và phát triển mạnh mẽ phong trào nuôi cá lồng đến các xã Phú Hải, Phú Diên, Phú Gia, Vinh An và Phú An. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Phú Vang khoảng 2.000 hecta, trong đó tỷ lệ nuôi lồng bè chiếm khoảng 5-7% với số lượng 1.156 lồng, sản lượng bình quân mỗi lồng từ 100-400 kg một năm. Qua đó đã góp phần khai thác hiệu quả lợi thế mặt nước bên chân phá Tam Giang, nâng cao thu nhập cho 232 hộ nuôi. Giá trị các loài cá đặc sản theo đó cũng được tăng cao, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cái hiệu quả mà xóa thu lại là vòng vốn là nó nhanh. Cái thứ hai là lợi nhuận nó cao hơn. Cái thứ nhất là không tốn tiền nước. Cái thứ hai là chi phí tiền điện nó thấp. Cái thứ ba là chi phí cái thuế ao hồ ấy, là nó ít tiền hơn. Thì thu nhập một hộ thì cũng khoảng từ 150-200 triệu. Để đảm bảo vấn đề môi trường bền vững tại khu vực đầm phá trong việc phát triển mô hình nuôi cá lồng, việc thành lập chi tổ hội nghề nghiệp bước đầu không chỉ hỗ trợ trong việc quản lý, tập huấn, trang bị kỹ thuật nuôi cá lồng, mà còn tổ chức liên kết với nhau để tìm đầu ra cho sản phẩm đặc sản của vùng đầm phá Tam Giang, nâng cao giá trị thương hiệu và thu nhập cho bà con ngư dân. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay 2 tháng 5, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, độ ẩm thấp nhất từ 40-55%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Thông báo cấp dự báo cháy rừng vùng đồng bằng thành phố Huế và huyện Nam Đông cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, huyện A Lưới cấp 2. Trong những ngày nắng nóng, buổi trưa và chiều tối thường hay xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.